khẩn cấp, chồng em lại đi công tác về rồi. Mà lần nào công tác về em cũng bị dính bầu. Bác sĩ có cái cách nào mà chữa cho em không có bầu đâu, mấy cách trước nó không hữu hiệu. Này, dừng lại. Dạ. Chị làm cái trò gì đấy hả? Dạ. Chị vào khám bệnh thì chị cũng phải từ từ bình tĩnh nhé. Chị lao sông sọc vào trong cởi quần áo nhau. Mặc vào đấy. Mỗi lần em đi khám vừa qua thường nó phải lột ra mà. Chị mặc hết quần áo vào đi. Sao ở đây khám hay nhỉ? Mặc quần áo vào mà vẫn kiểm tra được ạ? Thôi cái áo này không cần đâu ạ, bác sĩ cứ nói đi ạ. Rồi. Vâng. Chị đeo cho tôi cái kính đi. Kính ạ? Vâng. Kính làm gì ạ? Đây em có cái kính này rồi. Đây. Vâng. Ôi trời. Thế chị đeo cái kính dâm ấy, chị có nhìn thấy cái gì không? Hả? Dạ không ạ. Đây. Tôi cho chị mượn cái kính của tôi, chị đeo vào đi. Kính này của bác sĩ là kính cận ạ? Vâng ạ. Sao bác sĩ biết em bị cận? Chị cứ đeo vào đi. Đeo cái này vào là không dính bầu á? Ui hay thế nhở? Phương pháp mới mà không cần phải tiêm truyền gì, cái này hay đấy bác sĩ ạ. Ừ, em thích đấy ạ. Vâng. Thế chị đeo kính vào chị nhìn thấy rõ chưa? Dạ rõ ạ. Vâng. Chị nhìn hộ tôi lại cái biển hiệu trước cửa phòng của tôi cái. Ở đây nó có mấy cái biển, bác sĩ muốn hỏi cái biển nào ạ? Cái biển mà trước cửa phòng của tôi ấy. À. À đây em nhìn thấy rồi. Phòng khám. Vâng, khám gì? Nhãn khoa. Thế mà chị sông sộc, chị lao vào chị bảo tôi khám thai là thế nào? Bác sĩ ơi, em nhầm ạ.